Rồi, hôm nay em sẽ giới thiệu và cái tủ này và cái cách đấu ha, khi khi về anh đấu cái tủ bơm này. Tủ này bên ngoài ha, đèn báo này, cấp nguồn đủ thì cái đèn đèn nguồn này sáng. Khi mà bơm chạy thì cái đèn xanh này báo là đang chạy, đèn báo run ha. Này ở giữa là tắt nè ha. Chạy bên này là chạy tay, chạy trực tiếp á, bật trực tiếp bơm chạy. Chạy đây thì chạy tự động ha. Thì khi anh lấy về á, anh các bác lấy tủ về hoặc là các anh này lấy tủ về của em về thì cấp nguồn nè, ở đây em ghi hai cái chỗ này nè, LN này ha, là hai chân này cấp nguồn vào, và hai cái chân có cái chân bơm này nè ha, cấp ra bơm. Còn cái hai cái này, cái này á thì cái dây bên này nè, em tí em sẽ làm dấu cho, ghi chú đánh dấu là A1 A2 á, cấp lên cái phao trên bồn nha ha, cấp vào cái chân A1 A2 của cái công tắc phao trên bồn đó. Còn cái dây này thì anh đấu vào cái bệ dưới, phao bệ dưới. Phao bệ dưới là trên cái phao á, nó ghi là cái chân B1 B2 á, là chúng ta đấu vào đấy ha. Đấy. Thì từng loại tủ, tủ này thì có cái CB, tủ kia là CB kê, nhưng mà tủ này em xài CB thép ha. Thì cấp như vậy thôi. Thì để em cấp nguồn cho bác nha, em thương cấp nguồn cho bác là đến thép cho. Ui, thì khi cấp nguồn ha. Thì đây là con motor này ha, con motor thì nó một pha thì nó ra hai cái đầu dây như vậy ha, véo bác lùn dưới đây nè ha, lùn đây có cái lỗ dưới đây nè, dưới đây có cái lỗ lùn qua ha, lùn qua nó sẽ đấu vào cái chỗ mà mình ghi là bơm ấy ha, cái chỗ mình ghi bơm ấy nè ha, thì cái đấu hai dây vào đây đây đấu thẳng. Đấu ở đây ha. Đấu vào ha, đấu vào bơm này. Còn cái này thì chúng ta sẽ cấp nguồn vào đây ha. Chúng ta sẽ cấp nguồn vào cái chân mình có ghi á, ký hiệu á, LN á, đỏ xanh á. Chúng ta để ý chúng ta cấp nguồn cho đúng ha. Lấy bút thử điện chúng ta đo cái dây á ha. Cái dây nào mà làm bút thử điện sáng á, thì chúng ta sẽ cấp vào cái dây màu đỏ này nè ha. Cái chữ mà L á ha, là cái bên mà phía bút thử điện sáng ấy ha. Đấy. Cấp vào đấy. Đó. Rồi. Bên này thì cấp vào mát, cấp vào bên N đấy ha. CV thôi ha, CV tắt CV xuống cấp nguồn. Đẩy cái này lại cho nó an toàn. Khi mà cấp nguồn vào, cấp nguồn thì cái đèn này nó báo là có nguồn này ha. Rồi chế độ chạy trực tiếp bằng tay á ha, là mình cứ bật qua là khởi này hút thì bơm chạy thôi. Đâu ta? À đây, bên này. Đây ha, đang chạy tay này ha. Thì cứ bật qua là bơm mới chạy. Bật qua là bơm chạy đúng không? Đó. Còn chế độ chạy chạy theo phao ấy, chạy tự động theo phao thì mình bật qua bên này ha. Bật qua bên này. Thấy nè, cái phao dưới chúng ta đấu đúng á ha. Là chúng ta đấu vào cái chân B1 B2. Ở đây điện nó không dần à, 12V này ha. Thì cái đèn phao dưới nó đang sáng này ha. Tức là nước, cái bồn dưới nó đang có đủ nước á ha. Thì khi mà bồn dưới có đủ nước rồi, bồn trên cạn đó ha, bồn trên cạn thì nó kéo cái tiếp điểm A1 A2 tiếp điểm phao xuống ha, thế kéo xuống nè, kéo xuống thì nó sẽ hút ha, đóng cái tiếp điểm này lại, tương đương đóng cái tiếp điểm này nè, bơm chạy không, đấy bơm chạy nè, chạy ha, đèn báo bên ngoài nó sáng ha. Rồi khi mà nó đang chạy như vậy không, bồn trên nó đầy nước thì nó ngắt cái tiếp điểm này ra ha, đó, đầy nước nó ngắt tiếp điểm này ra đấy, cứ cạn thì nó bơm này ha, đó. Đầy thì nó ngắt thôi ha, còn mà nó đến cái bồn dưới mà nó cạn nước, không có nước nữa thì bật nó không chạy được ha. Đấy, giả sử mà bồn trên đang bơm này ha, là bồn dưới nó cạn này, bồn dưới nó cạn hết nước ra ha, ngắt này ra nó không cho bơm chạy ha, như vậy thôi. Về bác cứ đấu đúng với chân này, chân B1 B2 này, A1 A2 cấp nguồn vào cấp hành này là chạy ha, như vậy thôi. Ok.